Trung Quốc cô đơn đang tìm một người phụ nữ để nói chuyện. Sau đó, bóng lưng của một người phụ nữ xinh đẹp đập vào mắt anh ta. Khi đến gần để nói chuyện, cô gái đó không ai khác chính là Ji Hyun, bạn gái cũ của anh ta. Ji Hyun rất vui khi thấy Trung Quốc như vậy, điều mà anh ấy chưa từng thấy trước đây. Cả hai, những người đắm chìm trong ký ức và tận hưởng, cuối cùng đã chén nhau. Trung Quốc muốn có một mối quan hệ mới với Ji Hyun sau sự việc này. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.야, 너 파트만 안 왔어도 고기 썰었다고. 아, 예, 예. 그러셨겠죠. 잘 먹었다. 너 하기 싫어? 내가 언제. 그런 건 아니지. 쟤 쫄린 것 같아. 뭐 말이라도 걸어볼까? 아니면 웬일이야. 같이 가. 쳐다봐. 아, 앉아 저기.